dân lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông dân lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương, đất đai trù phú, cây trái sung xuê, lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Đúng rồi. Bạn à, bạn về phòng ngủ kinh thế. Bạn về lúc nào ấy? Trời, vừa về xong. Trong nhà mình chán quá, chẳng có việc gì. Này, hai mấy quả sung ăn chán quá. Chát mà bạn ăn gần hết cả chục rồi. Cái bạn chưa nghe bài thơ về sung bao giờ. Hôm nay lại còn có bài thơ à? Bạn đọc cho tớ nghe xem nào. Nếu mà hay nhá, sẽ có thưởng luôn. Bạn thích không? Ừ. Nhớ nhá. Ừ. Không nghe này. Ổi ương, sung chát, sông xanh. Đấy. À. Vó bè, tranh giành. Dùng dùng, tìm nhau. Thơ gì mà vừa ngang vừa lủng củng ấy. Sao lủng củng? Thơ hay thì còn thế nào nữa? Hay thì bạn thó rồi. Thó đâu? Thơ là thơ do tự tôi sáng tác và tự tôi nghĩ ra. Thơ hay thì tôi đưa quà này, đưa quà này. Nhanh lên. Đây, quà đây. Cái gì đấy? Súng. Ồ, lại súng à? Tôi làm súng lắm rồi. Ô, bạn này hay thật đấy. Sao bạn cứ cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ? Cái thứ đã ếch ngồi đấy gì nó không biết gì thì phải nghe chứ. Đây cũng là súng, nhưng mà là súng Mỹ sấy. Súng Mỹ sấy á? Ừ. Nghe lạ chứ. Lạ gì mà lạ. Cái súng Mỹ này nhá, lại vừa làm cây cảnh này, mà nó lại còn vừa lấy quả ăn được. Mà nhá, quả tươi ấy, mà khi bạn ăn nhá, thì nó có vị ngon, ngọt. Còn nếu mà sấy khô này nhá, ôi ăn thì có phải là gọi là tuyệt vời luôn. Đây, bạn thử đi. Ôi ăn thử đi. Thật không? Thật, ngon mà. Thế nào? À. Bạn, à. Cái sung này nó làm kiểu gì mà ăn ngon đấy nhở? Chuyện sung Mỹ mà không phải sung thường đâu. Tôi quả nữa. Dạ bạn ấy. Ngon đấy. Ừ. À. Ơ thế như mà sung này bạn lấy ở đâu ấy? Cái này là tôi sang trang trại nhà cậu Khánh tôi làm. Ở bên trang trại nhà cậu ấy trồng nhiều sung Mỹ lắm. Ồ. Mà nhá, trồng xong nhá, cậu Khánh cũng mang đi sấy sấy. Mà nó được thành quả như quả này này. Thấy á. Ngon mà. Thấy á. Ừ. Ôi, nhỏ. Mà đi đâu đấy? Tôi đi có việc một tí. Việc gì tôi đã nói hết đâu mà đã đi. Thế còn cái gì nữa? Tôi nói cho cậu bạn biết này, cái quả sung Mỹ này ấy, thì nó có nhiều tác dụng cho tốt cho sức khỏe lắm. Tốt cho sức khỏe à? Ừ. Này, nó có tác dụng gì ấy? À, cậu Khánh cậu bảo tôi là cái quả sung Mỹ này ấy, giờ dù là quả tươi hay là quả sấy ấy, thì đều có tác dụng tốt cho sức khỏe như là chữa táo bón, rồi nhuận tràng, vân vân và mây mây. Từ từ để tôi nhớ xem nào. À đúng rồi, còn cái này nữa, đó là quả sung Mỹ này ấy, thì nó bổ sung nhiều khoáng chất và có tính kiềm. Và quả sung Mỹ này ấy, thì nó còn giúp cho tái tạo năng lượng. Mà nếu mà bán nhá, được giá lắm, 500 đến 600 nghìn một cân đấy. Ừ, được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cái gì, đi đâu đấy? Tôi sang trang trại nhà anh Khánh thì tôi hỏi thêm về cái cách về sung. Rồi làm sung bị sấy này á? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà dục tốc nó bất đạt đấy. Từ từ đã. Kể từ giây phút này là tôi đã phải làm giàu rồi. Bạn hiểu không? Ủa, cái gì? Tôi đi phát ạ. Anh Khánh! À, anh đùa, anh đùa. Ừ, anh Khánh ạ. Mày thế sang vườn lại gặp anh. Hôm nay anh đủ không bận gì à mà lại rảnh rỗi sang tôi chơi? À, tôi có bận gì đâu. Chẳng qua là tôi muốn sang đấy là để hỏi anh về cái trong cách mà chăm sóc trồng cây sung Mỹ. Đấy, tôi muốn học nhưng mà anh Khánh không biết là anh Khánh có muốn cho tôi học hay không thôi. Anh đủ cứ đùa thôi. Tôi có đùa nói đùa đâu, tôi nói thật đấy. Chứ chẳng qua là hôm vừa rồi ấy, tôi được ăn cái quả sung Mỹ đấy, tôi thấy nó ngon. Đấy cho nên là tôi muốn sang đây để tôi học hỏi. Thế là anh nghiêm túc đấy? Tôi nghiêm túc mà, tôi nói thật 100% luôn. Vì là tôi được mùi cho ăn. Ăn cái quả nó rất là ngọt, cho nên là tôi rất thích. Đấy, thì hôm nay tôi mới sang đây tôi tìm anh đấy. Thôi rồi, nếu mà anh đã nghiêm túc và có thành ý như thế thì tôi
rất khuyến khích anh. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh luôn nhá. Nếu mà nói về cái công cuộc mà trồng cái anh sung Mỹ này, thì đầu tiên là nói về dụng cụ trồng đi. Khuyến khích anh là nên trồng vào chậu thì nó sẽ đảm bảo cái tính thẩm mỹ. Hoặc nếu không thì anh có thể trồng vào những cái dụng cụ mà những cái đồ mà anh có sẵn trong nhà. Ví dụ như là bao xi măng, bao tải, khay, chậu, thùng xốp. Hoặc là trồng trực tiếp ra đất luôn. Nhưng mà lưu ý nhá, là phải đục lỗ ở dưới đáy của dụng cụ trồng để nó thoát nước. Thế còn đất trồng thì sao? Thế sung Mỹ chẳng nhẽ bây giờ tôi lại phải sang tận Mỹ xong rồi lấy đất về đây để trồng à? Không không, làm gì mà cầu kỳ thế. Sung Mỹ thì nó thích hợp với rất nhiều loại đất. Đấy, nó không kén đất đâu anh ạ. Và nhá, nó có thể thích hợp từ đất đỏ Ba Gian này đến đất cát pha, đất thịt này hay là tới tận những loại đất thấp hơi phèn. Đấy. Hóa ra là thế. Này, anh ơi, thế mình còn cần phải làm gì nữa không? Anh nên tiến hành xử lý các cái mầm bệnh ở trong đất trước khi trồng. Đó là bằng cách là bón lót với cả là vôi này, phân chuồng hoai mục này, phân lân này, và tiến hành phơi ải từ 15 đến 20 ngày. Thêm vào nữa, cây sung Mỹ này thì nó lại không ưa cái cường độ ánh sáng mạnh, cho nên là mình chỉ nên để nó ở những cái nơi mà có cường độ ánh sáng nhẹ mà thôi. Đấy là về cái phần khâu cây trồng. Rồi. Còn về phần chăm sóc nó thì tôi phải làm như thế nào? Chăm sóc nhá, thì sau khi trồng được 2 tháng thì lúc đấy là anh tiến hành bón cho cây bằng phân hữu cơ hoặc là các loại phân chuyên dụng để đảm bảo cái sự sinh trưởng và phát triển tốt cho cây. Đấy, vào mùa khô thì anh nhớ tưới nước để giữ ẩm cho cây thường xuyên. Đấy. Xem nào, ngoài cái việc sau khi đã bón phân thì để cho thân cây sung mau lớn thì anh có thể tiến hành là cắt tỉa cành lá. Đấy, để cho cây nó mau mọc những cái nhánh mới. Đấy, mầm tốt và xanh. Thế còn làm thế nào để mà nó ra nhanh với cả nhiều quả ấy? Để cho nó ra quả nhanh thì thế này nhá. Anh có thể tiến hành là ngưng tưới nước trong vòng khoảng độ nửa tháng. Và anh tiến hành là vặt bỏ lá. Bao giờ mà cây thay lá mới thì anh sẽ tiến hành chăm sóc để cho cây ra nụ và ra quả theo ý anh muốn. Hết rồi. Rất là tốt luôn. Thế bây giờ thế này nhá, thì bây giờ tôi đã hiểu những lời mà anh nói rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì tiến hành mua trồng luôn. Nếu mà anh chưa có cái chỗ nào mà mua hạt giống uy tín thì ở tôi luôn, tôi đưa vào luôn. Tôi cũng muốn mua lắm, thế nhưng mà tôi lấy đâu ra tiền mà tôi mua? Thì thay vì tôi không có tiền thì tôi mua thì rồi anh cứ nhận tôi vào làm đi. Đấy, trong cái quá trình mà tôi làm ấy thì tôi xem xét rồi là tôi sẽ nhìn những học hỏi những học nghề luôn, đúng không? Tôi học nghề luôn. Xong rồi thì tôi về tôi thực hiện xong. Thế bây giờ như này nhá. Bây giờ là anh vào luôn làm luôn cho tôi, bởi vì ở trang trại tôi luôn luôn cần tuyển người mà là người trong làng ấy thì tôi lại càng ưu tiên cho anh em. Đấy, vào làm luôn nhá, là vừa học hỏi tích lũy kinh nghiệm để trồng cây để làm nghề, và tôi tính công cho anh đổi công lấy hạt giống luôn. Thì tốt quá, thế thì anh cứ để tôi làm luôn. Thế à? Anh tránh nhá. Hai bác mình kể lạ. Đi du lịch có vài hôm thôi mà bắt mình trông nhà đến 24/24. Mà cái gì? Kỳ này về mà không có quà nhá, mình cũng giận luôn. Ôi trời, tôi cũng chẳng hiểu là bạn là cái kiểu gì. Đây là bác bạn chứ có ai đâu, không về không mua quà bác cũng giận. Tôi chẳng hiểu bạn kiểu gì luôn. Này. Đấy. Bạn có cái gì đấy? Sung Mỹ rơ ua. Đấy, mời bạn. Sung Mỹ rơ ua? Hôm nay còn chơi cả tiếng Anh nữa. Bạn nói luôn là sữa chua sung Mỹ đấy, để còn bày đặt rơ ua. Mà tôi thì cũng chưa ăn sữa chua sung Mỹ sấy rồi. Chưa ăn thì hôm nay ăn. Ăn đi, ăn đi. Ăn thử đi xem nào. Ngon không? Ngon mà. Ôi trời ơi. Thơm thơm mùi sữa chua mà cũng thơm thơm cả cái mùi sung Mỹ sấy nữa. Ăn thì còn lắm chuyện. Quay à, thế bạn cho tớ rồi thì tớ toàn quyền quyết định, sao bạn cứ can thiệp sâu vào. Chẳng qua là tớ là tớ cho bạn ăn này vì tớ cảm ơn bạn là bạn đã cho tớ ăn quả sung Mỹ đầu tiên. Đấy, lần đầu tiên tớ được ăn đấy. Cảm ơn thì mua cho người ta một cân ăn dần chứ mùa của tí tẹo này thì ăn bọ gì. Ăn vừa thôi. Tiền đâu mà đi làm thuê suốt mua hẳn một cân. Tiền đâu ra?